Giáo luôn, đúng rồi. Đá cánh tiếp anh ơi. Đá cho người ta chạy. Anh chạy tiếp kìa. Anh em đá con bé này. Đồng ơi. Hay lắm. Ừ. Hay quá rồi. Cánh ai ơi. Ôi, hay rồi em ơi. Cửa góc xa thế lắm ơi. Cửa ngay vào chân. Cửa góc xa mới giống Văn Quyền ấy. Hôm nay đội hình như bị đông quá. Trong sân đá đường qua sân đi. Hôm nay còn chém không hết người. Đội này là đội hiệu số âm 17 đây đúng không? Đúng rồi. Hôm nay mình gặp mấy lần rồi? Đâu, mới lần đầu tiên à? Rồi, rồi. Tiếp đi xem gặp rồi. À. Trước đá còn cho người gửi bằng khen. Giao lưu thi đấu với hai đội đó. Plastic chụp ảnh cái thứ. Chuyên nghiệp quá. Ngày mai thấy có máy quay xịn. Ừ. Xong rồi. Ôi. Trời ơi. Điệp rồi. Đức công giáo rồi. Bóng bóng bóng. Bóng bóng bóng. Bóng này bị soft. Điều hai anh em thế này hả? Anh em bắt nhau đi ở tư đào hả? Quăng hết chùm. Câu khách à? Thủ môn chạy lên đi. Hay quá. Ôi trời. Sao sao, ép luôn đi em. Hết người rồi. Ôi. Đột quay từ bóng mà. Tiếng nói được thì có thể. Hay lắm. Hay. Ra mở ra công. Kêu lên em ơi, ai thoáng kêu lên. Hey, right.